Xin được mến chào quý vị, Diễm Quỳnh rất vui lại được đồng hành cùng với quý vị trong bản tin trên kênh Tin Mới Nhất ngày hôm nay. Hãy cùng nhau dành ra 10 phút mỗi ngày để cùng đón xem những tin tức nóng nhất, những sự kiện nổi bật diễn ra ở trong nước và quốc tế. Đến với bản tin ngày hôm nay thì có những sự kiện hấp dẫn nào diễn ra trong ngày? Xin mời quý vị và các bạn cùng vào chi tiết bản tin để theo dõi nhé! Tin bão khẩn cấp bão số 1 cho 3 và các chỉ đạo ứng phó. Từ ngày 30 tháng 6, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 1 năm 2022 và có tên quốc tế là Chaba. Ngày hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có công điện số 564/CĐ-TTg yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung ứng phó bão số 1 và mưa lũ. Bão số 1 giật cấp 15, sóng biển cao từ 6 đến 8 mét, mưa lớn diện rộng. Do ảnh hưởng của rìa phía tây bão số 1 tại trạm đảo Bạch Long Vĩ đã quan trắc được gió mạnh cấp 6 giật cấp 7. Hồi 10 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ vĩ bắc, 111,4 độ kinh đông trên vùng biển phía nam của tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cách Quảng Ninh khoảng 380 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, tức là từ 118 đến 133 km/h, giật cấp 15. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 170 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km, đi vào đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc và suy yếu dần. Đến 22 giờ tối nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,0 độ vĩ Bắc, 110,3 độ kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, 10, tức là từ 75 đến 102 km/h, giật cấp 12. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 10 giờ ngày mai, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 23,1 độ vĩ Bắc, 109,5 độ kinh Đông. Trên đất liền, khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, cách Quảng Ninh khoảng 190 km về phía đông bắc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm do bão trên biển trong 24 giờ tới. Gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên. Phía bắc vị tuyến 19 độ vĩ bắc, từ kinh tuyến 107,5 đến 113,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản, hải sản trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, dưới 39 km/h. Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển, chiều cường. Vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông ngày hôm nay còn có gió mạnh cấp 9, 10. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, 11, giật cấp 14, sóng biển cao từ 6 đến 8 mét, biển động dữ dội. Ngày hôm nay, khu vực huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ, gió mạnh dần lên cấp 6, 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Phía đông bắc vịnh Bắc Bộ có gió bão mạnh cấp 8, 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Cảnh báo trong chiều và tối nay, sóng lớn kết hợp chiều cường có thể gây sạt lở bờ biển, ngập úng ở vùng trũng thấp ở khu vực ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình. Từ ngày mai, gió mạnh do bão giảm dần, khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Thuận và khu vực giữa Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Cảnh báo mưa lớn từ chiều tối và đêm nay đến ngày mai do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 150 mm. Riêng khu vực Đông Bắc có nơi trên 200 mm. Từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 7 tháng 7, do ảnh hưởng của dạnh áp thấp, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.
đề cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 564 CDTTG ngày 1 tháng 7 năm 2022 yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung ứng phó bão số 1 và mưa lũ. Công điện gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Cạn, Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu. Các bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương, Giao thông Vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn nêu rõ. Bão số 1 đã đạt cường độ mạnh cấp 11, giật cấp 14, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Bão khả năng còn tiếp tục mạnh lên, có thể gây gió mạnh, sóng lớn tại khu vực Vịnh Bắc Bộ và ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, kết hợp với chiều cường gây ngập úng ở ven biển. Đồng thời tại khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có khả năng xảy ra mưa lớn cục bộ, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng ở vùng trũng thấp. Đây là cơn bão đầu mùa, diễn biến của cơn bão còn phức tạp. Để chủ động ứng phó với bão và mưa lớn cục bộ có thể xảy ra, hạn chế thiệt hại tính mạng và tài sản của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đề cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ, kịp thời chỉ đạo triển khai ứng phó theo chức năng, nhiệm vụ được giao, không để bị động, bất ngờ, trong đó tập trung một số nhiệm vụ cụ thể sau. 1. Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, tàu thuyền và phương tiện hoạt động trên biển, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền, phương tiện, nhất là tàu du lịch. 2. Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản đối với các hoạt động du lịch trên các đảo và ven biển, đảm bảo an toàn, giảm thiệt hại đối với lồng bè nuôi trồng thủy sản, hải sản. 3. Ra soát phương án sẵn sàng sơ tán di rời dân cư để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân tại các khu vực nguy hiểm, nhất là trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản, trong các nhà không bảo đảm an toàn tại khu vực ven biển, khu vực nguy cơ ngập sâu, sạt lở, lũ quét. 4. Triển khai các phương án bảo vệ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, chống úng ngập tại các đô thị, khu dân cư. 5. Triển khai công tác bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, nhất là các tuyến đê biển, đê cửa sông sung yếu, vận hành hiệu quả các hồ chứa, đảm bảo an toàn, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. 6. Rà soát phương án, sẵn sàng huy động lực lượng, vật tư, phương tiện, thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ, kịp thời chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai các biện pháp ứng phó, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền, sẵn sàng ứng phó tình huống xảy ra sạt lở, chia cắt. Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã tổ chức họp giao ban để chủ động ứng phó cơn bão số 1 trên Biển Đông. Chỉ đạo tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo nhấn mạnh các địa phương cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tiếp tục thông báo cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền còn đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, kiểm tra, hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại bến, chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn các lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản trên biển, ven biển, các tuyến đê biển sung yếu hoặc đang thi công. Thông tin, tuyên truyền và có biện pháp đảm bảo an toàn cho khách du lịch, nhất là khách du lịch và người dân trên các đảo. Rà soát nạo vét kênh mương, hệ thống thoát nước sẵn sàng tiêu úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu vực trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp. Chỉ đạo lực lượng xung kích rà soát, khơi thông các dòng chảy, các điểm bị tắc nghẽn trên các sông suối. Rà soát phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm 4 tại chỗ để chủ động sẵn sàng ứng phó với tình huống xảy ra sạt lở, chia cắt. Rà soát phương án bố trí lực lượng, chuẩn bị vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố giao thông,
kiểm tra rà soát sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu xả lũ, bố trí lực lượng thường trực để sẵn sàng vận hành điều tiết và xử lý các tình huống. Quảng Ninh chủ động ứng phó bão số 1. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào hồi 6 giờ sáng nay, bão số 1 đang có diễn biến rất nhanh, phức tạp, cấp độ bão giật mạnh cấp 11 và có khả năng lên đến cấp 14. Trong những giờ tới, nhiều khả năng bão số 1 sẽ ảnh hưởng đến tỉnh Quảng Ninh, gây mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất khu vực miền núi là rất cao. Để chủ động ứng phó với bão số 1, hiện nay Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 1, khẩn trương có những phương án đối phó kịp thời trước mọi tình huống có thể xảy ra. Xác định đây là cơn bão đầu tiên trong năm 2022, xuất hiện trên Biển Đông, có hướng đi khá phức tạp. Vì vậy, để ứng phó bão và mưa lũ sau bão, tỉnh Quảng Ninh đang yêu cầu các ngành địa phương chủ động theo dõi và có các biện pháp phù hợp ứng phó. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, hiện các địa phương ngành đã chuẩn bị đầy đủ những điều kiện phương án đối phó với cơn bão này. Trong đó ưu tiên bảo vệ vững chắc đê điều hồ đập, đặc biệt là người dân và khách du lịch trên biển, phòng chống sạt lở, ngập úng. Điển hình như Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam trong 2 ngày liên tục ra 2 công văn khẩn yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai công tác ứng phó với bão, đặc biệt là việc kiểm tra và rà soát các vị trí khu vực có nguy cơ sạt lở đất khi mưa lớn để có biện pháp xử lý kịp thời. Nhiều khả năng sau bão trên địa bàn tỉnh sẽ có mưa lớn để hạn chế mức thấp nhất thiệt hại, đảm bảo an toàn sản xuất. Các mỏ lộ thiên đang chủ động triển khai các phương án và di chuyển các thiết bị lên vị trí an toàn, đề phòng ngập các mỏ khai thác. Cùng với đó, kiểm tra củng cố duy trì đảm bảo an toàn các tuyến đường vận chuyển chuyên dùng, kiểm tra theo dõi để phát hiện những nguy cơ đất đá tràn qua đập chắn chân bãi thải, sạt lở tầng khai thác và các vị trí xung yếu khác trong khai trường quản lý, khu vực lân cận trên địa bàn đơn vị đứng chân. Thực hiện che, phủ bạt các kho bãi than đảm bảo chắc chắn, củng cố tường chắn kho bãi than để ngăn ngừa than trôi ảnh hưởng môi trường xung quanh. Hiện nay toàn tỉnh có 6.250 tàu cá các loại. Để các phương tiện nắm bắt thông tin và vị trí tránh trú bão số 1 đảm bảo an toàn từ ngày 30 tháng 6 đến nay, Chi cục Thủy sản đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân các địa phương ven biển nắm tình hình tàu thuyền, đặc biệt là tàu xa bờ, và thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động các biện pháp sản xuất an toàn, không đi vào vùng nguy hiểm. Một số địa phương ven biển như Móng Cái, Hải Hà, Tiên Yên, Vân Đồn, Quảng Yên, Cô Tô cũng đang khẩn trương theo dõi các công trình giao thông ven biển, bảo vệ an toàn cho người dân cũng như lồng bè, chòi canh. Riêng các đơn vị vận hành, quản lý các công trình hồ đập trên địa bàn tỉnh hiện đang tăng cường lực lượng kiểm tra tình hình các hồ chứa, duy trì lực lượng cứu hộ, cứu nạn túc trực 24/24 giờ để sẵn sàng ứng cứu, xử lý khi có yêu cầu. Với những phương án đối phó linh hoạt trước cơn bão số 1, các địa phương trên địa bàn tỉnh quyết tâm hạn chế mức thấp nhất thiệt hại người, tài sản do bão lũ gây ra. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại thông tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã quan tâm theo dõi chương trình. Mọi ý kiến đóng góp xin để lại dưới phần comment, chúng tôi sẽ nhanh chóng giải đáp. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung lần sau.